Nguyễn Cao, sinh năm Đinh Dậu 1837, quê xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông làm quan dưới thời nhà Nguyễn và đã có nhiều công lao trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh đất nước. Nguyễn Cao xuất thân trong một gia đình có truyền thống nho học, nhưng vừa mới lên 3-4 tuổi thì cha mẹ cậu đều mất, cậu phải sống với bà ngoại. Tuy thiếu thốn tình thương của cha mẹ, nhưng bù lại, bà ngoại yêu thương cậu lắm. Dòng họ ngoại vốn là dòng họ danh giá trong vùng, nên Nguyễn Cao được học hành đầy đủ. Dưới sự kèm cặp của các bậc danh nho, đến tuổi trưởng thành, Nguyễn Cao đã nổi tiếng thông minh, học giỏi cả một vùng. Năm đã 31 tuổi, ông lên kinh thành ứng thí, đứng đầu bảng khoa thi hương và được bổ nhiệm một chức quan vào hàng chi huyện. Thế nhưng với tinh thần học tập không mệt mỏi, ông không nhận chức quan mà về quê dạy học, tiếp tục ôn luyện để tham dự kỳ thi hội. Hôm ấy, Nguyễn Cao đang dạy học cho lũ trẻ trong làng thì ngoài ngõ đã xôn xao vì có một vị quan đến tận nhà ông để bàn việc nước. Nguyễn Cao, tình hình đất nước nguy rồi, tôi đến cùng ông bàn việc lớn đây. Sao? Có việc gì mà gấp như vậy? 6 tỉnh Nam Kỳ nước ta đã bị thực dân Pháp chiếm làm thuộc địa. Bây giờ chúng lại dòm ngó Bắc Kỳ nên đã tiến công chiếm được kinh thành. Rất nhiều tướng tá đã hy sinh. Việc binh cần người giúp sức. Tôi đã tiến cử ông lên Tổng đốc Bắc Ninh cho theo quân. Ông hãy mau mau chuẩn bị đi. Nhưng Phạm Đại Nhân, nhà tôi vốn là quan văn, chỉ thông thuộc chữ nghĩa, chứ nào biết đến việc đánh trận. Và lại ông ấy đang muốn tiếp tục xôi kinh nấu sử để thi hội. Phạm Đại Nhân nói đúng. Sao ta có thể ngồi chờ việc thi thố để thăng tiến chốn quan trường được nữa? Vận mệnh đất nước đang trước sự xâm lược của ngoại bang. Ta sẽ cùng ông chiêu mộ các thủ dũng xung vào làm việc quân. Từ đó trở đi, Nguyễn Cao từ thân phận một nhà nho đã bước theo con đường binh nghiệp. Sau khi quân Pháp rút khỏi Bắc Kỳ, ông lại được bổ nhiệm giao việc lo mộ quân, chống lại bọn cướp đang lợi dụng tình hình đất nước nguy biến để quấy nhiễu khắp nơi. Bất cứ nơi nào ông đến, giặc cướp đều bị đánh dẹp. Nhân dân đối với ông vì thế mà vô cùng yêu mến, kính phục. Nguyễn Cao Đại Nhân đúng là người không nhiễu lạm, hết lòng vì dân. Đúng vậy. Về việc phòng giữ thì Nguyễn Đại Nhân rất đắc lực, quả là xuất sắc nhất trong hàng phủ huyện. Thế mới nói Nguyễn Cao Đại Nhân đã khiến trộm cướp sợ như thần, dân chúng thân như cha, phải không các ông các bà? Tuy vậy, tình hình đất nước càng ngày càng trở nên nguy khốn khi đứng trước sự xâm lược mạnh mẽ, tàn bạo của thực dân Pháp. Năm 1885, vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi văn thân sĩ phu hưởng ứng chúng dân nghĩa dũng, chống nhau với giặc Tây. Nguyễn Cao cũng hết lòng theo về. Thế nhưng phong trào chỉ được một thời gian rồi lại tan vỡ. Đứng trước nỗi đau nước mất nhà tan, Nguyễn Cao trở về dạy học. Thực dân Pháp biết ông là người tài nên nung nấu tìm cách hại chết ông. Năm 1887, Nguyễn Cao bị viên quan Pháp ở Hà Nội bắt tại nơi dạy học. Nói, có phải ngươi đang âm mưu làm loạn không? Ta có nổi loạn thì cũng vì muốn đánh đuổi hết đám quân xâm lược và đám tay sai các ngươi cứu dân cứu nước. Có gì phải sợ? Chúng bày muốn xem ta có phản không à? Vậy thì xem ruột gan ta đây, bày xem có khúc nào phản thì báo. Không thể để cho quân giặc làm nhục, để giữ tròn khí tiết, Nguyễn Cao liền tự tay khoét bụng rồi lại cắn lưỡi tuyệt thực đến chết, quyết không khuất phục kẻ thù. Với 12 năm 1873-1885 cống hiến hết mình cho đất nước, sự nghiệp của Nguyễn Cao thật vẻ vang. Tinh thần bất khuất cùng tấm lòng yêu nước của ông đã được nhân dân truyền tụng qua 4 câu thơ rất đẹp. Rất mực tài hoa, rất mực hùng,
liều mình vì nước, tự hung dung, tất thề trời đất, lòng phơi trắng, răng nghiến non sông, lưỡi nhuốm hồng.